Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay, nhân dịp cập nhật tiến độ thi công một cái dự án ở khu vực Nhà Bè, nhà phố biệt thự, thì mình xin giới thiệu lại cho các anh chị tổng quan của toàn cái thành phố mới này, được xem là cái điểm nhấn của khu Nam, bất động sản khu Nam, và cũng được xem là một cái khu mà giãn dân cho trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Qua video clip thì mình xin nói sơ qua về cái tổng quan của toàn khu đô thị. Ngoài ra phần cuối của video thì mình có một video clip nói về chủ đầu tư. Ngoài ra ở giữa phần video, sau khi trình bày những cái thông tin về chủ đầu tư sơ lược thì mình có flycam về cái tiến độ thi công ở đầu tháng 4 của cái dự án Zygate Metro City Nhà Bè, là một trong những dự án lớn đang được quan tâm trên thị trường bất động sản, đặc biệt là khu Nam. Thì đây là một cái đô thị mang tầm cỡ quốc tế tại khu Nam Sài Gòn, bên cạnh khu Phú Mỹ Hưng liền kề. Thì dự án này được đầu tư bởi chủ đầu tư là GSENC đến từ Hàn Quốc. Thì cái chủ đầu tư này là khá là quen thuộc ở cái thị trường Việt Nam của chúng ta. Tổng cái diện tích dành cho cái khu đô thị này là 349,36 hecta, rất là lớn nha các anh chị. Thì quy mô dự án được chia thành 3 phân khu. Khu A chính là cái khu đô thị tuyến tính linear, có diện tích là 115,155 hecta. Còn khu B dự án chính là khu bán đảo trung tâm, The Center Peninsula, và khu đô thị cửa ngõ Gateway City với diện tích là 57,8 hecta. Ngoài ra khu C chính là khu đô thị công viên Park City với diện tích là 76,482 hecta. Có các khu chức năng như khu công cộng diện tích 34,43 hecta, bao gồm các công trình giáo dục, trung tâm y tế, thương mại, hành chính. Còn phần khu đất giao thông thì lên tới 66,036 hecta. Khu công viên cây xanh là 39,460 hecta. Ngoài ra còn có khu chức năng khác với cái diện tích là hơn 53 hecta. Trong tương lai thì các dự án giao thông trọng điểm phía Nam bao gồm có là tuyến metro số 4, tuyến monorail số 2, tuyến xe bus nhanh số 2 đi vào hoạt động, thì sẽ tạo rất là nhiều điều kiện thuận lợi cho khu dân cư này trong tương lai. Và ngoài ra cái tuyến metro số 4 thì sẽ có 3 trạm dừng chân ở bên trong khu đô thị này. Ngoài ra dự án của chúng ta thì có cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ là chạy thẳng xuyên suốt dự án từ điểm đầu cho tới điểm cuối của dự án, thuộc địa bàn hai xã Phước Kiển và Nhân Đức, huyện Nhà Bè. Trong cái tiến độ thi công hiện tại thì bên chủ đầu tư đang bắt tay vào những cái công đoạn đầu tiên của việc thực hiện ngầm hóa toàn bộ lưới điện cao thế đi qua địa bàn khu Nam để phục vụ cho việc phát triển dự án. Thì ước tính là chủ đầu tư sẽ phải thi công xây dựng mới tới 3.929 m tuyến cáp ngầm 220 kV để di dời và thay thế toàn bộ 4.140 m tuyến cáp Phú Mỹ Nhà Bè và Nhân Trạch Nhà Bè. Và phía giới thiệu về chủ đầu tư thì mình cũng xin giới thiệu sơ lược qua những cái background rất là khủng của chủ đầu tư. Chủ tư là GSENC thì được xếp hạng thứ nhất trong các dự án căn hộ cao cấp và thứ hai trong các dự án nhà phố và biệt thự. ZAI nhận diện thương hiệu khu dân cư. GSENC là thương hiệu bất động sản nhà ở nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. GSENC còn được xếp thứ ba trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, xếp thứ hai trong lĩnh vực xây dựng tàu điện ngầm và thứ hai trong lĩnh vực xây dựng thiết bị môi trường. Còn ở phần về phía tại Việt Nam thì chúng ta thì chủ đầu tư GSENC đã bắt đầu với các dự án BT. GSENC
hiện đang xây dựng tuyến metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các công trình dự án đã thực hiện như cầu Vàm Cống, cầu Bình Lợi, đường Phạm Văn Đồng, khu căn hộ cao cấp Zai Riverview Palace tại Thảo Điền. Ngoài ra, với kinh nghiệm phát triển ở các thành phố lớn tại Hàn Quốc, thì tập đoàn này đang phát triển các khu đô thị mới tại Nhà Bè 349 hecta thì tên là Zages, và khu đô thị tại Long Bình quận 9, và trong tương lai thì sẽ có một cái khu đô thị tại quận 9 nha các anh chị. Dự án căn hộ cao cấp tại Thủ Thiêm là khu vực phát triển cốt lõi của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chủ đầu tư này cũng có một cái khu đất ở khu Thủ Thiêm. Thì các anh chị có thể thấy là từ cái cầu Thủ Thiêm 1 chạy qua hướng từ Bình Thạnh qua hướng Thủ Thiêm á, thì mé bên tay phải là có ba khu đất mà các anh chị thấy là cái chữ GSENC đó, là đó đó là trên mặt tiền. Thì cái dự án đó được biết là sẽ xây dựng khu office office tower, đa số là tập trung cho office tower và trung tâm thương mại, chức năng ở rất là ít. Phân khu đầu tiên 1.1 với tên gọi là Zai Rivers County One, thì diện tích của cái phân khu này là 17,9 hecta, bao gồm 359 căn biệt thự, nhà phố thương mại, mật độ xây dựng chỉ có 30%. Bàn giao dự kiến là quý 2 năm 2020. Còn về thời hạn thì người Việt Nam đã lâu dài 50 năm cho người nước ngoài, nhưng mà cái dự án này đã bán hết rồi, không có bán một căn nào cho người nước ngoài hết. Hiện bây giờ là mình cũng đang nhận ký gửi. Những khách hàng nào đã sở hữu có thể ký gửi cho mình qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Còn về phần cái phân khu này đó thì chỉ có shop house, nhà phố, biệt thự đơn lập và biệt thự song lập thôi. Shop house sẽ có diện tích đất là 126 mét vuông, thì tổng cộng là có 66 căn. Sẽ tất cả những căn ở đây là sẽ bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong nha các anh chị. Shop house thì sẽ có là một trệt, ba lầu và một tầng sân thượng. Ngoài ra còn có nhà phố là 119 mét vuông, thì cũng có 66 căn thôi, thì sẽ là bàn giao một trệt, hai lầu và một tầng sân thượng. Còn về phần biệt thự song lập thì sẽ có hai dạng, 162 mét vuông và 200 mét vuông. Thì biệt thự song lập là bàn giao một trệt, hai lầu và một tầng sân thượng. Biệt thự đơn lập thì cũng có hai dạng, nhưng mà biệt thự đơn lập là sẽ 250 mét vuông và 300 mét vuông, cũng bàn giao là một trệt, hai lầu và một tầng sân thượng. Thì biệt thự đơn song lập thì chúng ta sẽ chừa qua một bên, sẽ không có xây dựng hết cái khu đất của mình. Còn biệt thự đơn lập thì sẽ chừa qua xung quanh trước và hai bên hông. Đó là các loại của cái phân khu đầu tiên. Thì phân khu đầu tiên không có chức năng của căn hộ ở đây, nên cái phân khu này rất là quý giá dành cho các anh chị nào mà đầu tư. Thì trước đó là đã bán hầu như sạch hàng của cái đơn vị đó. Thì mình cũng có video clip mà quay về cái quang cảnh của cái buổi mà mở bán đầu tiên đó. Thì bán là theo hình thức bốc thăm các anh chị. Ai bốc thăm được mới được đi vô chọn căn, là hầu như là rất là nhiều người phải ra về vì tỷ lệ chọi một cho tới mười mấy lần, thì mười mấy khách chỉ có một khách mua được thôi. Cạnh tranh giống như đi thi đại học vậy. Xin mời các anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi flycam về cái tiến độ khu đất và những cái view xung quanh của cái khu đô thị lớn của chúng ta. Các anh chị nào quan tâm về cái dự án này cho những phân khu sau, có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 67 66 55, và mình cũng nhận ký gửi chuyển nhượng của những cái căn nhà phố biệt thự shop house mà các anh chị nào đã mua được, may mắn mua được trong đợt đầu tiên này. Mình sử dụng số điện thoại 0979 67 66 55 cho Viber, Zalo, Telegram.
anh chị nếu mà thích kênh có thể đăng ký theo dõi. Mình chuẩn bị có một clip về Cần Giờ, thì trong đó có một cái cầu Bình Khánh bắc từ Nhà Bè qua bên huyện đảo Cần Giờ, thì xin mời các anh chị theo dõi trong video clip sau. Thank you.
Từ một đại lục chưa được biết đến đã biến thành những thành phố tuyệt đẹp. Chúng tôi xây dựng nên một thế giới tuyệt vời hơn và đang sáng tạo nên những thay đổi mới, một mục tiêu để thay đổi tương lai và nhiều ý nghĩa mới cho cuộc sống. Tôi luyện thông qua những niềm đam mê sáng tạo, là một đối tác tuyệt vời nhất, là một công ty hàng đầu, đó chính là GSENC. GSENC. Từ những bước đầu trên con đường may mắn phát triển thành lập nên tập đoàn vào năm 1969, xây dựng nên nền móng phát triển kiến trúc. Và công ty của chúng tôi đã tái sinh một tập đoàn lớn nhất GSENC vào năm 2005, tiếp tục đổi mới thành lập công ty xây dựng đại diện cho Hàn Quốc. Qua nửa thế kỷ, GSENC đã tiếp tục sáng tạo nên sự thành công, đó là lý do để theo kịp thế giới, được ghi nhận đứng thứ 22 trong tổng số những công ty xây dựng hàng đầu thế giới, công nhận trên toàn cầu bởi tạp chí ENR, được thừa nhận vào châu Á Thái Bình Dương với chỉ số Dow Jones trong vòng 7 năm xếp hạng. GSENC xây dựng ngày mai bền vững là một công ty xây dựng uy tín hàng đầu trên thế giới. Dựa vào ba giá trị đổi mới tuyệt vời, sự thách thức lớn, sự cộng tác chiến lược, GSENC đang vận hành sự đổi mới, đảm bảo sự an toàn thách thức, trong khi thúc đẩy tăng trưởng lẫn nhau. Tập đoàn tập trung vào quản trị khả thi những dự án tuyệt vời khắp nơi trên thế giới. GSENC tiếp tục trên con đường chắc chắn phát triển nhà máy, thiết kế, năng lượng, công trình công cộng, công trình giải trí, đại diện cho công nghiệp xây dựng thiên đường. In the construction industry. Hiện nay chúng tôi có 31 công ty và chi nhánh ở 28 quốc gia trên thế giới. GSENC sáng tạo nên một thị trấn tuyệt vời. GSENC is creating a great value for our clients. With such a strong performance, bằng những thành tích đạt được, tổng doanh số bán hàng 110,365 tỷ won, những đơn đặt hàng đang tới 115,300 tỷ won, 399,439 tỷ won vào cuối năm 2016. Dẫn đầu vào ngày mai với sự cải tiến về kỹ thuật và thay đổi thế giới. GSENC thay đổi để thích ứng với công nghệ xanh, thích ứng với công nghệ cao, mạng lưới cải tiến công nghệ thông qua dẫn đầu công nghệ toàn cầu. Dịch vụ Freecon cung cấp những dịch vụ Freecon, khách hàng, kỹ sư, nhà xây dựng, cải tiến các công đoạn thiết kế dự án, cùng với những thay đổi kỹ thuật của công trình nhà ở, sử dụng 3 thiết kế hữu hiệu chủ yếu BIM, chuẩn mực xây dựng. Dẫn đầu xây dựng đầu tiên ở Hàn Quốc năm 2013, GSENC đã thiết kết nối với thế giới về BIM mới nhất về khả năng quản lý Freecon thị trường dịch vụ ở Hàn Quốc. Về lĩnh vực về thiết kế đã bán các công trình nhà ở, thương mại, trang thiết bị nhà máy, chế tạo ở Hàn Quốc và ở nước ngoài, meeting the specifications of public and private clients.
trong lĩnh vực cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật đã đóng góp sự phát triển của Hàn Quốc và tăng trưởng kinh tế qua sự ghi nhận của công nghệ mới. Mọi công đoạn xây dựng được bao gồm thiết bị hóa, công trình dẫn đầu và kỹ thuật. Lĩnh vực công trình giải trí dẫn đầu ngành công nghiệp bằng cách sáng tạo ra không gian tuyệt đẹp, cải tiến chất lượng cuộc sống của con người. Phát triển của GSENC không những ở Hàn Quốc mà còn ghi nhận những trang sử trên thế giới xây dựng. Bằng sự cải tiến thiết kế có giá trị và kết nối thế giới thành một, là một công ty xây dựng trên toàn cầu với kế hoạch của chúng tôi là một đối tác tốt nhất và là công ty hàng đầu.